Chào các bạn. Video ngày hôm nay sẽ là một video để giúp các bạn tăng cường khả năng đọc và sẽ giúp ích cho chúng mình rất nhiều trong quá trình luyện thi phần đọc TOEFL. Nếu mà bạn hỏi mình là nên đánh máy hay nên tập viết chữ thì tốt hơn, thì mình sẽ trả lời là tùy theo thời gian mà bạn có là bao lâu trước khi bạn đi thi TOEFL thực sự. Nếu như bạn thư thả thời gian, bạn có thể tập cả hai điều này. Bởi vì bản chất thì chúng đều là những cách để giúp chúng ta có thể nhớ được những mặt chữ Hán mà chúng ta đã học. Nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian, ví dụ như bạn chỉ còn nửa tháng hay một tháng nữa là phải đi thi rồi, thì mình khuyên là bạn hãy nên đánh máy. Hãy tập trung đánh máy nhiều hơn, trên máy tính cũng được hoặc là trên điện thoại cũng được, vì bàn phím sẽ hiện ra nhiều gợi ý chữ Hán tương ứng với mỗi cái pinyin mà chúng ta gõ ra, cho nên chúng ta sẽ phải quyết định là chọn mặt chữ Hán nào. Đó cũng sẽ lại là một lần mà chúng ta được nhớ lại mặt chữ Hán đó tương ứng với cái từ vựng mà chúng ta muốn gõ. Do đó, cứ mỗi một lần gõ, chúng ta sẽ lại được nhớ nó thêm một lần. Nếu ta chọn sai mặt chữ thì giáo viên sẽ nhắc, hoặc là chúng ta cũng có thể tự đối chiếu vào bài khóa để nhìn lại và tự thấy mình sai, thì khi đó não của chúng ta sẽ ấn tượng ngay: ui, từ này mình gõ sai nè, phải sửa thành như thế này mới đúng. Đó, bạn hiểu chứ? Chúng ta học từ những lần mà chúng ta gõ máy sai vì chúng ta cảm thấy rất ấn tượng với nó. Đơn cử như mình cứ giảng thao thao bất tuyệt cả bài khóa ở trên lớp, có thể bạn cũng sẽ không nhớ đâu, nhưng mà mình chắc chắn rằng bạn sẽ rất nhớ cái từ mà bạn gõ sai mà mình nhắc ở trên lớp. Bạn sẽ quyết tâm gõ lại chữ Hán đó cho đúng. Cho nên thông thường mình giảng ở trên lớp đến đâu thì mình hay nói là các bạn hãy kết hợp đánh máy tới đó, tương tác ngay tới đó để bạn có ấn tượng ngay đến cái nội dung mà mình đang giảng. Có khi mình cũng sẽ hỏi lại xem là nội dung mình giảng như vậy bạn đã nắm được những gì, để bạn có thể tự nói ra cái mà bạn hiểu. Giống như là bạn giảng lại bài cho mình nghe, thì não của bạn sẽ rất ấn tượng và khó mà quên được những nội dung đó. Rồi mỗi lần sau khi bạn đánh máy xong, mình lại bảo bạn là hãy nhìn mặt chữ Hán ở trên cái dòng chữ mà bạn vừa gõ được đó và đọc to lên lại cả câu cho mình nghe, tức là giúp bạn có thêm được một lần tương tác nhìn mặt chữ để ghi nhớ nó được thêm một chút. Nhưng nãy giờ bạn có để ý thấy mình chỉ toàn yêu cầu bạn nhìn chữ Hán để đọc mà không có bảo bạn nhìn pinyin để đọc không? Đó là bởi vì muốn luyện kỹ năng đọc nói riêng thì pinyin chỉ là bước đệm tiến đến mục tiêu sau cùng, là để bạn đọc được chữ Hán. Bạn hiểu được từ, rồi câu, rồi tiến lên hiểu cả đoạn. Và cũng bởi vì nếu mà bạn muốn thi được mục tiêu từ ban A trở lên thì bạn phải làm quen với việc đọc được chữ Hán. Việc đọc mà còn phải nhìn pinyin ở trên đầu chữ thì nó chỉ dành cho cấp độ novice thấp hơn A. Còn bạn muốn thi được trình độ từ A trở lên thì bạn bắt buộc phải đọc một màn hình toàn là chữ Hán, không có một chữ pinyin nào hết. Vậy nên, bạn hiểu được việc cần làm bây giờ là gì rồi chứ? Nếu như bạn đang có thói quen dựa dẫm vào pinyin để đọc, thì bạn ơi, hãy ngừng thói quen đó lại đi, hãy tập nhìn chữ Hán đọc đi, bởi vì bạn đâu có muốn mình chỉ mãi ở cấp độ novice phải không nào? Việc đánh máy theo mình còn có một ưu điểm nữa, đó là giúp bạn nhận diện được mặt chữ Hán ở phông chữ khác với phông chữ trong sách. Một số bạn học viên chia sẻ với mình rằng các bạn ấy đọc quen mặt chữ trong sách, vì thường là các mặt chữ trong sách thường in đường nét đậm rõ ràng, mỗi chữ lại có khoảng cách nhất định chứ không có bị dính sát vào nhau. Nhưng mà khi các bạn ấy bắt đầu làm quen với mặt chữ trên điện thoại hoặc là trên bàn phím gõ ra thì các bạn ấy cảm thấy hơi khó khăn hơn một chút. Bởi vì các bạn ấy cảm thấy chữ dính sát vào nhau hơn và hơi bị dẹt ra hơn. Mình trả lời rằng đúng rồi, đó cũng chính là lý do vì sao mình khuyến khích các bạn phải nên đánh máy ra, để các bạn tự nhận thấy sự khác biệt về mặt phông chữ hiển thị của các chữ Hán mà các bạn đã học. Có thể ban đầu sẽ hơi lạ lẫm và khó đọc một chút, nhưng rồi các bạn sẽ quen và đọc được với tốc độ nhanh hơn. Sau khi các bạn học viên đều đã làm quen với các dạng phông chữ này rồi, thì mình sẽ chuyển sang giúp các bạn đọc phông chữ Hán trực tiếp trên đề thi CAT, để các bạn ấy không bị sốc và quen dần với phông chữ trong đề. Đó cũng chính là bước cuối cùng trong quá trình ôn luyện để có thể giúp các bạn làm tốt được phần thi đọc. Hơn nữa, theo mình nhận thấy, hiện nay bài thi TOEFL chỉ bao gồm có hai phần, đó là phần thi nghe và phần thi đọc, không bao gồm phần thi viết. Cho nên việc viết ra theo mình là chỉ nên phụ trợ thôi, và các bạn nên ưu tiên đánh máy nhiều hơn. So về mặt thời gian thì trong cùng một khoảng thời gian các bạn có thể đánh máy được rất nhiều chữ, ôn luyện được rất nhiều chữ Hán và sẽ nhanh hơn so với tốc độ viết tay rất nhiều. Sau khi nghe mình giải thích về các phương pháp giúp tăng cường ghi nhớ mặt chữ Hán như bên trên, thì bây giờ chắc hẳn bạn cũng hiểu là vì sao chúng ta học tiếng Anh chúng ta không bao giờ quên những chữ như là I nghĩa là tôi hay you nghĩa là bạn, hoặc các câu I love you, tôi yêu bạn, bởi vì chúng ta rất thường nghe, rất thường thấy.
Tần suất chúng ta gặp chúng nhiều đến nỗi chúng ta có muốn quên cũng không được. Vậy nên nếu bạn muốn nhớ chữ Hán thì hãy tự tạo ra môi trường cho bản thân được tiếp xúc nhiều với chữ Hán hơn. Hãy làm mọi cách để bản thân mình được nhìn thấy chúng nhiều hơn. Viết cũng được, đánh máy cũng được, hoặc cũng có thể nhìn lại trong sách và tự đọc to. Nhìn lại tin nhắn cũ mà bạn đã đánh máy rồi tự nhớ lại pinyin tương ứng, đọc to lên thành tiếng và dịch nghĩa to lên. Nếu có thời gian, bạn cũng nên xem thêm danh sách video mình giải thích về bộ thủ, cách tra từ điển và xem từ điển giải thích bộ thủ chủ đạo của từng chữ. Mình chắc chắn là dần dần các bạn sẽ đọc tốt hơn rất nhiều. Tới đây thì cũng đã kết thúc video mà mình chia sẻ ngày hôm nay rồi. Mỗi một video thì mình đều dành rất nhiều thời gian, tâm huyết và công sức, cũng như là có phần nghiên cứu tài liệu, cộng với trải nghiệm học tập của bản thân và những điều đúc kết ra từ trong quá trình giảng dạy cho các bạn học viên. Mình rất hy vọng rằng video này sẽ mang đến nhiều giá trị hữu ích cho các bạn. Mình cũng xin được giới thiệu thêm là bên mình cũng đang nhận dạy, hỗ trợ kèm cho các bạn có mục tiêu thi TOEFL Ban A. Ngoài ra, mình cũng có làm rất nhiều các video dành riêng cho các bạn hội viên để các bạn có thể thực hành trực tiếp các bài tập, luyện nghe, luyện đọc. Và ở mỗi video mình đều có phân tích rất cụ thể về các điển ngữ pháp thường hay xuất hiện ở trong các đề thi, cách thức để làm bài, cách để phân biệt và loại trừ các đáp án gài mà đề đưa ra. Vì vậy, để có thể ôn thi và luyện thi hiệu quả, thì các bạn có thể đăng ký tham gia để trở thành hội viên trên kênh Chinese for Everybody hoặc liên hệ trực tiếp với mình theo thông tin được để ở phần mô tả bên dưới. Ngoài ra, bên mình cũng có nhận làm hồ sơ dịch vụ để hỗ trợ cho các bạn có nhu cầu đi du học ở Đài Loan hoặc đi Đài Loan ở các diện khác. Nếu như các bạn cần được hỗ trợ thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. 再见!